Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Cũng rất nhiều bạn hỏi về cái hồng sim ruột đỏ khổng lồ các bạn ha, và hỏi về giá, hỏi mua, cũng như hỏi về cái cách chiết hay chăm sóc. Giải trí miền Tây cũng không có thời gian nhiều các bạn, và hôm nay có một ít thời gian thì cũng review cho các bạn xem và nói về cái vấn đề cái cây chưa ra trái như thế nào. Bởi hồng sim ruột đỏ khổng lồ các bạn, nó có rất là nhiều giống khác nhau. Các bạn thấy một số cái giống mà hôm nay ở trên mạng người ta có review về trái đó, thì các bạn thấy cái trái đó nó không đủ lớn, tức là nó không to các bạn nha. Cái lá của cái hồng sim đó các bạn thấy nó nhỏ, cho nên cái trái của nó là nó không có to. Thường á, hồng sim ruột đỏ khổng lồ á, loại lá lớn á, các bạn là cái như cái hình mà mình để ra ngoài cho các bạn xem ha, thì cái trái này là nó khoảng 2,5 kg, tức là khoảng 2 kg trở lên. Còn hồng sim ruột đỏ khổng lồ của một số nhà vườn hiện nay họ đang bán ở trên thị trường á, thì nó tầm 1 kg trở lại thôi các bạn, nửa ký hoặc là 600-700 gram thôi, chứ nó không lớn ha. Còn cái loại hồng sim lá mà nó lớn thực sự như vậy á, thì cái trái nó rất là lớn, có thể 2,5-3 kg các bạn ha, thì tùy theo loại. Cho nên là có một số nhà vườn người ta cũng đang thấy cái trái nó lớn rồi, cái trái đó các bạn, rồi có những trái nhỏ người ta cũng hỏi, hoặc là có những nhà vườn hiện nay họ đang bán cái hồng sim mà nó ra hoa ra trái rất nhiều đó các bạn, nhưng mà một điều là cái trái nó hơi nhỏ thôi đó. Thì tùy các bạn lựa chọn để mình nên trồng lá lớn hay lá nhỏ. Loại mà bây giờ đang bán thì nó đang có trái ha. Rồi, với cái một số bạn cũng đã trồng cái hồng sim mà loại trái lá lớn là trái to đó, nhưng mà nó chưa có kịp ra trái, thì các bạn có hỏi là như vậy thì nó có trái hay không. Thì cái cây mà ươm hạt người ta bán cho mình đó các bạn, thì nó có trái người ta mới có hạt để người ta ươm người ta bán cho mình các bạn nha. Chứ không có trái thì làm sao mà người ta ươm để có hạt bán cho mình. Chính vì đó là nó sẽ có trái là chắc rồi. Còn cái cành chiết, các bạn có những bạn hỏi về cái cành chiết thì nó nhanh có trái hơn hay không. Thì chắc chắn các bạn, hồng sim ruột đỏ khổng lồ thì cái loại cành chiết thì nó sẽ có trái nhanh hơn. Bởi vì ví dụ cái cây của mình ở đây nó là 6 năm, 7 năm, tuy rằng nó chưa có trái các bạn ha, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn so với cái cây ươm hạt. Đó là chắc chắn rồi các bạn ha. Và có những nhà vườn người ta nói rằng là không có trái, tức là chắc chắn là không có trái. Cái cây loại là cái lá to đó là nó sẽ không có trái. Thì nếu không có trái thì làm sao mà có hạt mà người ta ươm nó bán cho mình các bạn. Chắc chắn là các bạn đã nói là gọi là phi khoa học ha. Bởi vì thì có trái mới có hạt rồi mới ươm mới bán được đó. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn, có một số bạn là không biết là cái cây như thế nào mà chiết nó không ra hoặc nó chết, thì cái đó cũng hên xui lắm các bạn nha. Kể cả nhà vườn của mình á, thì mình cũng cho các bạn xem một số cây mà mình chiết bị xui các bạn ha. Đây các bạn nhìn thấy có một số cây như thế này, mình chiết nè, nhà vườn của mình chiết nhưng mà vẫn bị xui. Xui này các bạn, là nó ra rễ, các bạn thấy rễ nè. Nhưng mà mình không có thấy được cái rễ này, mà mình thấy cái đọt của nó teo tóp các bạn. Mình tưởng đâu là mình nghĩ là nó chết nè, mình thấy cái đọt nó teo tóp như thế này á, mình nghĩ là nó chết. Nhưng mà vô hình dung mình cắt xuống thời gian, mình thấy nó ra rễ các bạn ha. Cho nên là đôi lúc á,
các bạn thấy cái cây của các bạn chiết mà nó có cái vẻ teo tóp á, chưa chắc là nó chết nha. Đó, bởi vì các bạn coi lại xem cái nó có khô cái nhánh chưa. Bởi vì khi các bạn chiết một cái hồng sim ruột đậu không lồ ha, một cái tóp á, là cái lá nó sẽ bị rụng hết như thế này. Đó, lá già nó sẽ bị rụng hết, nó mới tốt, nó mới ra được phượt cái lá non như thế này. Và mình cho các bạn xem một số cái cành chiết của vườn mình ha. Đây các bạn thấy nè, nó ra rễ rất là nhiều như thế này. Các bạn thấy cái bầu đất rất là lớn nè. Bởi vườn mình chiết cái cây to các bạn. Cây này khi các bạn mà đem về trồng rất là nhanh luôn, và mình để vô chậu thì rất là nhanh. Cái này cũng đến lúc mà cắt rồi đây các bạn. Các bạn thấy cái rễ nó ra đen như thế này rồi, chắc chắn là nó sống rồi đó ha, rễ già đó. Nhưng mà ở đây mùa mưa mình cũng không gấp các bạn nha. Cái cành của mình chiết các bạn thấy nó rất là to như thế này. Đó, to như thế này, bằng nửa cùm tay luôn các bạn nha, to như thế này. Và khi mà nó đi lên đó, các bạn thấy khi các bạn chiết á, khi mình chiết á các bạn, là cành nó nhỏ như thế này thôi. Nhưng mà vô hình dung một thời gian á, là cái hồng sim này á, cái thời gian chiết của nó hơi lâu các bạn nha, từ 4 tới 6 tháng. Cho nên là nó lớn. Các bạn thấy bây giờ cái cành nó to rồi, như thế này luôn. Đó, nó lớn lên, to như thế này luôn. Cây này các bạn về các bạn trồng rất là nhanh luôn. Đó. Thì một số bạn nói là tại sao chiết không ra rễ. Các bạn chiết không ra rễ là do các bạn chiết không có đúng mùa. Các bạn nên chiết vào cái mùa nắng ha. Mùa nắng thì nó dễ ra rễ hơn. Thứ hai là nó lâu ra rễ quá, các bạn tưởng đâu là nghĩ là nó không ra rễ, chứ thực ra để một thời gian nữa nó ra rễ các bạn nhé. Đây các bạn thấy nè, giống như cái cây này đi. Đó, các bạn thấy mình chiết nè, ra rễ thấy mê không, quá chừng quá luôn ha. Và một điều mà đặc biệt của cây hồng sim ruột đỏ không lồ, các bạn thấy nè, các bạn chiết một cái nhánh này đi thì hai cái nhánh này nó đâm ra nó đâm ra và nó rất là tốt như thế này. Đó, các bạn thấy không? Cho nên là cái giống này là một cái loại giống hồng sim này, nó rất là dễ trồng, dễ chăm sóc. Nhưng mà có điều là nó là một cái giống cây mới và rất là lâu ra trái. Cái này chỉ nghe các bạn ha, chỉ các bạn nào trồng trải nghiệm chơi. Trải nghiệm chơi tức là mình trồng một số cây, hai cây, ba cây trong vườn để mình trải nghiệm cái giống cây mới vậy thôi các bạn. Chứ các bạn không nên trồng đại trà ra hay là mình trồng kinh doanh. Bởi vì ở thời điểm này cái này nó chưa có phổ biến, cũng như là nó chưa có bán được nhiều trên thị trường. Cho nên mình không nên các bạn ha. Đây các bạn thấy một số cây của mình rất là nhiều như thế này, trồng cây chiết. Và khi các bạn chiết ra thì cái cây của các bạn nó khỏe hơn thôi, chứ không có gì các bạn nha. Nè, khi các bạn chiết một nhánh như thế này thì nó ra rất là nhiều nhánh khác nhau đây. Bây giờ là cái nhánh này cũng rất là khó cắt các bạn, cắt sát ở trong này luôn, ở cái nhánh như thế này đó. Khi mình chiết một cái nhánh như thế này thì nó ra hai tược, cho nên các bạn lợi, cho các bạn không có sợ lỗ ha. Đó, cái hồng sim này nếu các bạn trồng á, khoảng một thời gian, nếu mà các bạn mua cái cây chiết á, giống như cái này đi, các bạn mua cái này người ta gọi là cành tỏi chứ không phải các bạn. Cây này là trôi rồi đó, cho trôi rồi đó, bởi vì nó là khoảng tầm gần 2 mét rồi ha. 2 mét để mình đo ha. Đây nè, cái gốc nè, 1 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5 gang, 6 gang, 7 gang, tức là 1 mét rưỡi. Cái cây 1 mét rưỡi mà ở đây các bạn đếm là 1 nhánh nè, cây lên nè ha, 1 nhánh nè, 2 nhánh nè, 3 nhánh nè, các bạn có 3 nhánh nè, và cái thân giữa đi lên nè. Cho nên khi các bạn vừa trồng cái cây mua này về á, là nó đã có cho các bạn 3 nhánh này, các bạn có thể chiết ra 3 cây nhỏ rồi. Đó, rất là đơn giản. Khi mà các bạn mua một cái thân cây như thế này, tốt như thế này, các bạn trồng khoảng trồng xuống đất là ra rễ liền các bạn. Nó đang chờ đất á, là các bạn đã có sẵn là 3 cái cây con rồi.
Đó, cho nên các bạn mua cái nhánh cây này thì các bạn không sợ lỗ, nó là vậy. Thì ở giai đoạn này không khuyến khích trồng hồng sim ruột đỏ khổng lồ đâu các bạn. Các bạn thấy là những cái trái như thế này ở trên mạng đó thì đa phần là nước ngoài thôi, Việt Nam chưa có ai trồng thành công. Và nếu thành công đó là cái giống là không phải là cái giống hồng sim mà loại lá lớn này đâu các bạn. Các bạn thấy cái lá nó lớn và nó rất là tốt như thế này ha. Thì ở trong nước mình chưa có thành công, chưa có ai thành công hết. Và các bạn thấy những cái trang mạng mà người ta bán cái trái đã mọc đó ha, và những cái nhánh mà ta bán 6-7 triệu một nhánh đó, các bạn thấy cái trái của nó nhỏ xíu à. Các bạn để ý kỹ ha, người ta nó khổng lồ và thực ra nó không có lớn, không có lớn giống như trong hình mà của mình, mà cái chú kia vác mà một cái trái đó thì khoảng 3-5 kg mà ha, rất là to như vậy. Bởi vì cái lá này các bạn thấy cái lá nó rất là tốt nè. Các bạn để ý cái nhánh của những cái người ta đã bán trên mạng đó ha. Cái lá không được to như thế này đâu các bạn. Đó, cho nên cái trái chắc chắn là không được to. Thì nhưng mà một điều, cái loại đó các bạn cũng, nếu các bạn mua những cái đó thì có thể là mình mua trải nghiệm thôi. Chứ bây giờ ở Việt Nam mình chưa có biết được cái giống này trồng tốt hay không, hay là trồng thì mình nói với bạn là bao tốt rồi, thích hợp rồi. Bởi cái thời tiết ở Việt Nam của mình nó cũng xem với ở nước ngoài hay là ở những cái nơi nắng nóng ha. Nhưng mà con điều là trồng thì tốt rồi, giống như mình đang trồng ở đây là 6-7 năm rồi. Nhưng mà con điều là nó chưa có trái, và không có nhà vườn nào mà bao với các bạn là có trái được hết. Còn những cái dòng mà người ta đang có trái đó, nó cũng rất là gọi là hiếm ha. Hiếm là gì nè, tức là cái trái của nó ở một cái mùa vụ nào đó thôi, chứ nó không có quanh năm được. Thứ hai là cái trái của nó không có được lớn giống như là cái loại cây lá lớn này đâu các bạn. Đó, có những cái chỗ nhà vườn người ta cũng quay lên đó ha, nhưng mà các bạn cứ xem thử ha, trái nó không bao giờ lớn, không bao giờ to được đó. Còn cái lá lớn thì khác, cái lá lớn này thì trái nó là giống như cái trái mà cái chú ôm ở trên hình đó ha. Có điều là nó sẽ lâu có trái, mình nói là lâu có trái là chắc đó các bạn, chứ không có thể nào mà nói là không có trái được. Hả? Thì đây là những cái bầu chiếc của mình, và cũng có một số bầu mình bị thất bại, giống như mình cũng chia sẻ với các bạn đây ha. Cái bầu mình bị thất bại nè. Nó bị thất bại thì bởi vì mình, các bạn thấy ra rễ như thế này luôn, nhưng mà mình cứ nghĩ là cái cây nó chết ha các bạn. Nhưng mà vô hình dung á là nó khô, cái đầu này nó bị quéo lại một xíu mà mình không để ý kỹ á, thôi mình cắt mình bỏ luôn, chứ thực ra nó không phải là chết ha các bạn. Đó, thì một số bạn cũng hỏi về cái kỹ thuật chiết thì rất là đơn giản, các bạn cứ khoanh vỏ giống như những cái loại cây khác. Tức là cái cây như thế này các bạn cứ cắt cái vỏ vòng vậy ha, rồi mình cứ bó lại thôi, nó cũng đơn giản giống như những cái loại cây khác thôi, chứ không có gì khó các bạn. Nhưng mà có một điều là nó hơi lâu ra rễ hơn so với những cái loại cây khác. Bởi cái hồng sim này cái giống dài ngày mà. Đó. Và cái cây nó to nữa cho nên nó lâu hơn. Và các bạn muốn cho nó tốt á, các bạn cố gắng nha. Tức là trước đây mình cũng không có rành á. Cứ khoảng một vài cái rễ giống vậy là mình có thể cắt nè. Nhưng mà các bạn dăm rất là không tốt ha, và rất là bị hao hụt ha. Còn nếu các bạn để được á, cái số rễ nó như thế này là bao với các bạn là không bao giờ chết luôn. À, nhưng mà cái thời gian nó hơi lâu, là cái bầu này khoảng 6 tháng rồi các bạn nha. Còn cái giống và cái giá hiện nay á, mình cũng chia sẻ luôn với các bạn. Hôm trước mình có chia sẻ thì cũng bị một số trang mạng người ta nói tại sao mà rẻ quá. Bởi vì ở bên nhà vườn mình á, một cái cây to mà mình bán chỉ giá vài trăm ngàn một triệu đó,
Ví dụ như cái cây nhỏ mà cái tép nhỏ đi, chẳng hạn như cái cây cái tép nhỏ như thế này. Đây các bạn thấy ra rễ nè. Đó, rễ tốt như thế này. Và nếu một cái tép này thôi mình bán có 500 ngàn thôi các bạn. Đó, cái cây này. Đó, 500 ngàn thôi. 500 ngàn. Còn bạn nào nhà gần mình bán 400 ngàn luôn. Đó, ha. Còn cái cây, những cái cây to hơn thì tùy theo cái giá các bạn nha. Như cái cây này to nè. Đó, thì cái giá thành nó dĩ nhiên khác nhau rồi. Cái tiền ship nó khác nhau rồi. Tùy theo bạn ở xa hay bạn ở gần nữa. Đó. Cho nên là 400 ngàn, 500 ngàn mình vẫn có hàng cho các bạn. Thì có một số bạn cũng nhắn tin hay là điện thoại cho mình hỏi là còn hàng không. Thì cái top hàng trước thì mình bán không đủ các bạn nha. Mình chỉ có một số. Rồi các bạn đã đặt hàng trước thì mình mới chia sẻ cho các bạn ha. Và mình cũng không khuyến khích các bạn trồng đâu. Bởi vì cái này là các bạn trồng để các bạn lấy bóng mát nè. Hoặc trồng chơi, trải nghiệm về cái hồng sim ruột đỏ khổng lồ như thế nào thì các bạn nên trồng. Còn nếu mà các bạn trồng đại trà để chúng ta đón đầu về cái thu hoạch thì thôi, đừng nên trồng trước. Tại bây giờ chưa có xác định được cái này nó ổn hay không ổn các bạn nhé. Thì đó, mình hôm nay cũng lên chia sẻ với các bạn về cái hồng sim ruột đỏ khổng lồ này, để các bạn nắm được. Thứ nhất là cái thị trường hiện nay trái cũng chưa có bán trong thị trường nữa các bạn. Bởi vì các bạn mà nhập ở nước ngoài về nó tầm cái giá mấy triệu bạc một ký thì sao các bạn bán được. Còn nếu ở trong nước thì những người ta quay lên vậy thôi chứ đâu có bao nhiêu trái đâu các bạn. Đó, quay vậy thôi chứ không có trái. Một vài trái nào đó người ta quay lên cho các bạn xem thôi, chứ chưa có cái vườn nào có trái thực sự hết. Và cũng chưa có ai dám làm vườn về cái hồng sim ruột đỏ khổng lồ này. Cho nên là hôm nay mình cũng chia sẻ thật sự, thật lòng với các bạn là như vậy. Nếu các bạn nào thấy yêu thích thì chúng ta trồng một số để chúng ta trải nghiệm nha. Chứ không khuyến khích là trồng nhiều. Và mình cũng không phải là bán hàng, mình chỉ chia sẻ cho những bạn nào thích để giao lưu chơi, giao lưu chơi, trồng, trải nghiệm chơi thì các bạn cứ trồng. Hồng sim ruột đỏ khổng lồ đó, thực sự lá lớn. Và đặc biệt là mình cũng nói luôn là nó chưa có trái chứ không phải là nó có trái rồi đâu. Còn những cái loại có trái rồi ở Việt Nam mình đó là nó loại trái nhỏ chứ không phải là trái lớn đâu các bạn. Lớn hơn trái sao bô chê thôi, chứ nó không phải là cái trái hồng sim ruột đỏ khổng lồ đâu. Khổng lồ nó còn khổng nữa các bạn ha. Từ giá 2,5 kg, 3 kg, 3,5 kg luôn các bạn. Đó, khổng lồ là đến mức độ đó. Giống như cái chú trên hình mà vác cái trái hồng sim rất là to như vậy ha các bạn ha. Rồi, giờ đây thì mình cũng kết thúc cái video ở đây, bởi trả lời cho một số bạn về cái hồng sim ruột đỏ khổng lồ như vậy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh mình thời gian qua nha. Và một thời gian nữa thì mình cũng cắt cái số cây giống này. Nếu các bạn nào thích đặt hàng trước thì mình mới chia sẻ nha. Còn nếu các bạn mà có nhắn tin cho mình mà hết hàng rồi thì thôi. Bởi cái giá của mình để rất là mềm, giống như mình đã chia sẻ với các bạn. Cái cây cây tỏi như thế này, nhỏ như thế này, cành nhỏ như thế này thì mình để có 400, 500 thôi các bạn ha. Còn ở gần thì các bạn đến lấy về với giá khoảng 400 ngàn. Còn cái cành lớn hơn thì dĩ nhiên là giá nó sẽ lớn hơn, tiền ship nó cũng nhiều hơn các bạn nha. Rồi bây giờ thì mình thân ái kính chào các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Video sau mình sẽ cắt cái một số cái nhánh này xuống theo cái lời yêu cầu của các bạn. Có một số bạn đã đặt hàng rồi thì mình cũng cắt xuống để chia sẻ với các bạn một số cái nhánh của cây hồng sim ruột đỏ khổng lồ của mình ở đây, để chia sẻ với các bạn để trồng trải nghiệm. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào.